phúc ai chịu bách hại vì chính đạo họ sẽ được thừa hưởng nước trời trong kính cha hạ trường cũng là cha định hướng của niên huynh hạt phú thọ kinh thưa cha Pháp cô Xavier hội đồng mục vụ giáo xứ hòa hưng và cộng đoàn đất thân mến cách riêng đối với anh chị em đoàn viên đam minh chồng giáo hạt phú thọ Chúng ta vừa nghe lời tung hô tim mừng Mà còn vừa lặp lại cho chúng ta Đến là mỗi phút thứ tám Trong bài giảng trên núi của Đức giê -xu Cho các môn đệ Quả vậy thưa cộng đoàn Khi nói đến mỗi phút này Trong cái tâm thức bình thường của con người chúng ta Ai cũng muốn trốn chạy cách nào đó vì chẳng ai thích mang vào mình Khổ đau, thập giá hay bệnh hại Nhưng đối với người môn đệ Chúa Kitô Thì đây như là một yếu tố quan trọng Để làm nên người môn đệ của Chúa Và rồi chúng ta thấy rõ Trong tông huấn Gaudete Esuntate es -es Của Đức Thánh Cha Phan Tông huấn này được dịch ra tiếng Việt Đó là anh em hãy vui mừng hoan hỉ Trong tông huấn này Đức Thánh Cha Phan Xích Cô mời gọi mỗi người chúng ta nên thánh Và rồi hôm nay con muốn chia sẻ với cộng đoàn Về sự nên thánh theo gương người anh, người cha của chúng ta là Thánh Du Xe Ngô Duy Hiền trong ơn gọi của một người Kitô hữu trước tiên và hơn hết trong ơn gọi của một linh mục, ngài đã luôn luôn chu toàn trách nhiệm bổn phận của một người theo Chúa. Theo Chúa tức là trở nên chứng tá cho ngài. Mà mỗi người chúng ta khi lãnh nhiệm bi tích rửa tội, chúng ta đã được nhắc nhở điều ấy rất rõ ràng. Chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa Chúng ta trở nên phần tử của giáo hội Không phải để cho đông Không phải để hội ngộ cho vui Nhưng chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa Là chúng ta trở nên chứng tá cho Ngài Trong đời sống đức tin của chúng ta Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em đoàn viên Đa Mi Chúng ta mang trên mình trang phục màu trắng Và mà đặc biệt đối với quý ông và quý anh Chúng ta còn mang ra vát màu đen Tất cả những màu sắc ấy nói lên cho chúng ta Cái sự phân biệt rạch ròi giữa trắng và đen Như huy hiệu dòng đam minh Chúng ta mang chim mình thay cho chiếc áo dọc Tất cả những màu sắc ấy và sự phân biệt ấy Cũng mời gọi chúng ta biết phân định trong đời sống đức tin thường ngày của chúng ta giữa bối cảnh của xã hội và thế giới hôm nay để nhiều nhưng mà rồi chúng ta không còn biết cho nữa đâu là giá trị đích thực đâu là giá trị đem lại cho chúng ta sự sống đời đời và có khi chúng ta cũng đang chạy theo trào lưu tục hóa của thế giới hôm nay thưa cộng đoàn con vẫn nhớ như in trong ngày chủ nhật thứ năm mùa chay vừa qua con mời đức cha phêrô nguyễn văn Khảo giám mục giáo phận mỹ tho và ngài đã đến để tĩnh tâm cho giới trẻ ngài đã nói đến một cái chủ đề hãy ra khỏi mồ và rồi ngài chia sẻ không phải những nấm mồ mà chúng ta vẫn thấy và Ngài cũng không chia sẻ về nghĩa địa hay cái chết Nhưng đó là cái nấm mồ Chúng ta gặp hàng ngày hôm nay trên mạng xã hội Và Ngài đã trưng ra cho chúng ta Ba nấm mồ trên mạng xã hội Thưa Cộng đàn con xin vấn gọn Những nấm mồ ấy Nó đang là một viễn cảnh trước mắt mỗi người chúng ta. Và rồi cái thực tại ấy cho dù chúng ta muốn hay không, chúng ta cũng đối diện với nó hàng ngày. Và tất cả những điều ấy, chúng ta có còn tỉnh táo để chúng ta bước đi theo Chúa không? Chúng ta có còn tỉnh táo để rồi chúng ta phân định được đâu là giá trị đích thực đem lại cho chúng ta sự sống? Chúng ta thấy ba nấm mồ ấy, hôm nay con xin được nhắc lại vấn gọi theo sự phân định của Đức Cha Phêrô, cái nấm mồ đầu tiên đó là chúng ta sống và chọn lựa qua mạng, rồi chúng ta thấy rằng tin giả, cũng như chúng ta loan truyền cái tin ấy hay là chúng ta tiếp nhận tất cả những tin ấy trong đời sống thường ngày của chúng ta và thưa cộng đoàn, chúng ta bị nghiện nghiện trước điện thoại. Cách đây ba ngày còn à, nứt qua cả lại trang báo mới trên smartphone và còn đọc được một hàng tin: người chồng Hà Lan đã đoạt mạng vợ của mình, chỉ vì khi đi ăn gia đình Anh ta nói người vợ hãy tắt chiếc điện thoại Để tập trung vào bữa ăn Cô ta đã không nghe và anh chồng đã bỏ về trước Và rồi khi người vợ về đến nhà là anh ta đoạt mạng Thưa cộng đoàn, một cái chết đem ra rất vô nghĩa và có khi quá vô duyên đối với một mạng súng của con người nó phát xuất từ một điều rất nhỏ nhoi nhưng xem ra lại là một chuyện rất lớn vậy thì thưa cộng đoàn ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ thánh du xe ngô duy hiện ngài đang đứng trước mặt chúng ta như là một nhân chứng sống cho việc chọn lựa trong đời sống đức tin ngài đã chọn chúa tức là bước theo chân lý của ngài Ngài đã chọn Chúa để rồi Ngài đã khước từ tất cả những gì là phạm tục nơi con người và khi đã chọn Chúa, Ngài can đảm hy sinh dấn thân để loan báo cho cái đẹp. Trong tiểu sử của Ngài còn nhớ một chi tiết nhỏ đó là khi Ngài ở trong ngục, anh chị em giáo dân đến thăm Ngài thì Ngài luôn luôn kiếm những miếng giấy nhỏ vẽ thánh giá để Tặng cho những ai đến thăm ngài và rồi ngài dặn dò hãy loan báo và hãy súng cái tìm mừng, hãy hãy suy gẫm về mọi nhiệm thập giá trong đời sống thường ngài Để rồi qua đó chúng ta thánh hóa bản thân của chúng ta mỗi ngày như thánh phaolô tung đồ khi ngài khuyên nhủ các tín hữu. Chúng tôi không rao giảng điều gì khác ngoài thập giá của Đức Kitô. Điều mà dân do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoài coi là điên rồi thì chúng tôi lại rao giảng cái thập giá ấy thưa quý ông bà anh chị em ngày hôm nay chúng ta mừng kính thánh dù xe ngô duy hiệt là cơ hội để chúng ta tụ họp trước nhàn thánh chúa ca tụng quyền năng của ngài và nhất là sự yêu thương quan phòng của ngài như chúng ta nghe trong bài tim mừng mạng sống của con người chúng ta quý giá hơn chim sẻ bội phật và chắc chắn thiền chúa luôn yêu thương chăm sóc và nâng đỡ đời sống mỗi người chúng ta vậy thì cứ gì chúng ta hãy không đổ tin thác và chúng ta không đổ đặt cho niềm tin của chúng ta vào quyền năng của thiền chúa hay sao vậy thì thưa cộng đoàn Hôm nay khi mừng kính Thánh Du Xe Ngô Duy Hiệt Mỗi người anh chị em chúng ta Hãy chọn cho mình một cách loan báo lời Chúa Chúng ta hãy chọn cho mình một cách Để làm chứng tá cho Chúa Trong đời sống thường ngày của chúng ta Thưa cộng đoàn Còn thi dù ngay trong đời sống gia đình Chúng ta biết hy sinh cho nhau Chúng ta biết nhẫn nhịn Trong mối tương quan với nhau Nhất là trong những lúc căng thẳng của đời sống gia đình hay xã hội chúng ta luôn biết nhẫn nhịn chúng ta luôn biết chọn cho mình cái phần thiệt hơn một chút nhưng cái thiệt ấy không phải là làm cho chúng ta thấp kém đi bé nhỏ đi nhưng làm cho nhân cách của chúng ta lớn hơn mỗi ngày và rồi chúng ta cũng làm cho đời sống của chúng ta trở nên gương sáng cho con cái cho những người sống gần sống bên sống với chúng ta và như thánh dù xe ngô duy hiệt tất cả những điều ấy chúng ta đang loan truyền cái tim mừng của đức Kitô và rồi chúng ta cũng đang sống cái chứng tá của tim mừng của đức Kitô ngay giữa đời sống thường ngày của chúng ta và rồi chính cách sống ấy sẽ làm cho tim mừng của Chúa không chỉ làm cho chúng ta lớn lên trong con người của mình nhưng chúng ta còn là chỗ dựa vững chắc trong niềm tin niềm hy vọng của anh chị em chúng ta amen